đang coi live stream là cảm ơn chị hai một lần nữa. À, kính thưa quý vị, và show này đó quý vị thì trong tuần rồi thì Lộ có nhận được cái cuộc gọi của chị hai nói là bây giờ là do cái tình hình như thế này là thấy rằng rất là khó khăn, cho nên là chị hai sẽ cho Lộ hai cái sự lựa chọn mà dành tặng cho Lộ và Sài Gòn Tân Thời, có nghĩa là một là chị hai sẽ bán vé live, bán vé hỗ trợ cho đoàn, hai đó là chị hai sẽ qua diễn cho đoàn một show. Là thì Lộ mới nói là thôi bây giờ nếu mà để cho chị hai mà live bán vé thì thật sự là rất là thiệt thòi cho một người nghệ sĩ, cho nên là thôi bây giờ xin mời chị hai và được thì qua giúp giùm em một đêm là đêm nay, đúng không chị? Thì chị hai đã nhận lời và đây là phát tâm của chị nha. Thì ơi, luôn. Chị vậy đâu có cúng dường đâu phát tâm mẹ. Không, cái này thì em hỗ trợ. Dạ, hỗ trợ. Dạ. Thiệt tình của chị, em rất là cảm ơn chị hai, tấm lòng chị hai rất là cao thượng, cao cả như từ trên những gì. Không có đâu. Giống như trên không vậy. Không có đâu, tại vì sao làm ác chị quá giờ phải làm thiện. Chữ chữ quá giờ làm thiện lấy công đức của chị. Chơi ra, dạ thưa bà con, cô bác thân mến. Thật sự ngay từ đầu là muốn qua bán vé giùm cho Lộ. Tại vì thưa quý vị là sau khi mà off đoàn đó, làm offline thế này thì được biết là mọi người bán vé rất là ít. Nó ít hơn so với cái đợt vừa rồi rất nhiều. Dạ, ít hơn vì nó như thế này nè quý vị, là lần trước thì có rất là nhiều cách thức mua vé, thứ ba cách thức có thể là tới trực tiếp rồi có thể là ship vé. Mà nhưng mà lần này là và online, nhưng mà lần này chỉ có một cái hình thức duy nhất là online cho bà con mình thích nghi lại, sau này mình sẽ dễ hoạt động hơn, cho nên nó bán chậm hơn và khó hơn là như thế ạ. Đó là lý do mà thưa quý vị, ngay từ đầu tôi cũng muốn xuất hiện trong cái show mà tôi muốn ngồi bán vé cho mọi người, đó là cách mà gọi là giúp thiết thực nhất. Bởi vì nói gì thì nói, dạ em không có phải khoe khoang, nhưng mà nói gì thì nói, em livestream cũng nhiều người coi, chứ là fan em thì nói chung là người ta cũng thích, cho nên là em cũng muốn chia sẻ vấn đề này. Mà thường thưa quý vị thân mến là không có ai đi chia sẻ khách hàng cho ai đâu. Nhưng tôi nghĩ là đơn giản như vậy nè, không mua của tôi mua của người ta ủng hộ. Bị vì sao? Như những lần tôi đã chia sẻ với bà con, chị em đặc biệt là trong cái mùa này mình hoạt động không có nhiều, cần ai cũng vậy, chén cơm manh áo, tôi giúp được cái gì tôi giúp. Trước đây và thưa quý vị, những người mà theo dõi tôi cũng biết rằng là tôi cũng khổ lắm quý vị, đã từng trải qua giai đoạn đó rồi cho nên biết. Đâm ra giờ nói thiệt quý vị nghe, thấy chị em thương lắm, cho nên là kệ đi, mình đâu có bỏ tiền, mình bỏ sức con chút xíu hả, đâu có mất mát đồng bạc nào của mình đâu quý vị, phải không? Chứ bình thường kêu từ lại đây phải trả lương cao thì mới làm. Dạ đúng quý vị, mà không phải là ai mời cũng nhận lời đâu quý vị. Dạ. Ai mà thấy mà đẹp đó mới nhận lời thôi. Không có em đó bà nội, không có. Không, cái này là tại dễ thương. À, dễ thương quý vị nha. Rồi mới nhận lời. Nói dạ, thường thường tôi nói thiệt nha, nói chung là người này người kia người nọ trên này tâm sự luôn. Dạ. Ai đó ở nhỏ này nó kỵ nhỏ này không được kệ người ta, miễn sao đối với tôi bả đàng hoàng là tôi đàng hoàng lợi, còn bả đối xử với ai bất ngờ ngắt động kệ của bả tôi quan tâm. Ủa ai khoan con nào nói gì nghe nó không có, nhưng mà không có nói đâu. Thôi kệ đi, dạ miệng đời mà quý vị, miệng đời mà đó quý vị. Đúng, mình giúp bao nhiêu người mà nó cũng có tự học dạy nhận okay, bình thường thôi. Rồi chứ quý vị dạ lên được nhiêu rồi, dạ 815. Thôi kệ đi, giờ phút này kêu chia sẻ nữa chúng nó chửi còn nhiêu chơi nhiêu. Hồi nãy có một khán giả bình luận với chị hai, có nghĩa là 800 người này có phải là những khán giả mua vé hết hay là không? Không. Dạ cái thưa quý vị, chỉ cần được một nửa trong đó thôi là anh thấy rồi. Rồi. Đó em nói thiệt vậy để quý vị hiểu đó. Có nghĩa là cái show này vừa bán vé nhưng mà vừa phục vụ miễn phí nữa, cho nên là em cũng không hiểu vì sao mà chúng tôi nhận được rất là nhiều cái sự phản nộ, rồi cái thả những cái icon rồi rất là khó chịu, hay là chửi diễn viên rất là tội nghiệp cho tụi em luôn. Bởi vì không có biết tại sao luôn. Nói nghe nè mấy bà, bây giờ còn 800 mấy người đang coi phải không, tâm sự mỏng chút xíu nữa người ta làm gì đụng chạm với gia phả mình chửi người ta làm chi, ta đem lời ca tiếng hát ta phục vụ cho mấy bà, thấy không? Thí dụ lợi đòn đi vô trong đòn, thích thì mua vé coi chơi ở dò chơi, không thích thôi đâu có ai bắt mua vé phải không? Dạ không có bắt. Còn ngồi trên này cũng vậy, mở livestream ra tốn chút xíu 3G wifi coi, trời ơi ta hát thấy mẹ trên này, ở dưới đó nghĩ sao, ngồi đó mà còn chửi người ta là gì, nó nghe nói vậy thôi con ơi. Đây nè, 6 năm trời tại sao tôi phải phẫn nộ, tôi phải chửi, tại mấy quỷ mất dạy vô chửi tôi trước đó, cho nên tôi mới chửi, cho nên là mấy năm nay nữ hoàng chửi là tôi làm vậy đó đó. Mà thì mình cái này em cũng chứng kiến luôn, vô coi livestream của bả. Người ta bán đồ ăn thì kệ mày hả ta, đúng rồi mình không mua thì thôi, làm gì vô chữ chửi hoài à, chọc cái chữ lợi mà chữ lợi không lợi bả, cùng chữ mày vô bả phải cầm cáp cái lóc
luôn nha Hiếu. Trên cơ bản nó vậy nè, cô Lộ biết sao không? Dạ. Mình đang ngồi mình nói trước màn hình, mẹ bà nó ghi con dòng chữ tao nói 80 tiếng rồi ngu dễ sợ vậy mà vẫn nói. Thôi kệ nó đi, nói cho nó nghe nè. Nói cho chứ cũng nhờ tụi nó đó. Đúng chính xác. Sự nói đó. Bác nghe quý vị nghe, không có nói không chửi ai coi. Rồi, thưa quý vị, chắc có lẽ không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Và ngay bây giờ những khán giả mà ủng hộ cho Sài Gòn Tân Thời vòng loại đặc biệt của tối ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị cùng cầm vé lên hướng mắt từ đằng này lên stream. Chúng ta sẽ đến với những thành viên hết sức xinh đẹp của Sài Gòn Tân Thời. Cảm ơn chị rất là nhiều. Ủa là chờ trong đội đặc biệt luôn. Dạ, trong đội đặc biệt mà chúng năm con cảm ơn chị hai rất là nhiều đã ủng hộ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng loại đặc biệt. Ai với chúng ta hướng mắt về màn hình lên stream bắt đầu do số gì ơi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là bao nhiêu thì bây giờ Lộc sẽ đọc lại một lần, quý vị có thể dò nha và có thể đối chiếu lại trên màn hình luôn. Và 13, 28, 27, 22, 34, 41, 56, 59. Dạ. Rồi chúng ta đã có tổng cộng là 8 con số rồi quý vị nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dò tiếp. Và quý vị đang chờ đợi con số nào thì quý vị chuẩn bị gõ sẵn cú pháp của mình đi quý vị ha. Và bây giờ ai có lấy tiền tài không, mắt mình lên chuyện bắt đầu dò số tiếp bây giờ ơi. Mấy thì đã số thì đã mấy thì đã mấy thì đã mấy thì đã chung rồi thì đã xa chiều ta chung nhé đến cùng làm chung thương cuối nèo đường đi cứ đôi bóng hẹn của thi như lát khóc đợi người đi. Dạ 47 chưa? 47 chưa có anh Hoàng Long ơi. Dạ chưa có nha. Rồi quý vị ơi, đang chờ đợi, quý vị đang chờ đợi chưa kinh nha. Rồi, con số vừa rồi là 15. 15. Rồi bây giờ ai có bé mà đang chờ đợi cùng hướng mắt về màn hình livestream bắt đầu cho số tiếp bây giờ ơi. Mấy gì ra 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 cha em. Em đi được quần áo hơn nữa thì một 44, 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 thank you.
da có tình thương có tình thương mấy kỳ đi con mấy kỳ đây mấy kỳ da con mấy kỳ đây mấy kỳ da mấy kỳ đây mấy kỳ da lần cuối gặp nhau là khi em nói thương anh với anh em yêu anh chân thành nếu như mặt giải rồi quý vị nha, và quý vị đợi một chút xíu nha. Dạ có chứ ạ. Dạ đang chờ đợi tin nhắn. Trịnh Thị Mỹ Trang, dạ kính nè, cú pháp và các con số may mắn 28 có 1, số 4 có 2, 41 có 3, 59 có 4. Dạ, số đấy là 0015. Thì nhờ chị Mỹ Trang và chụp cái vé inbox từ Sài Gòn Tân Thời, chúng tôi còn nhận thấy chị Lâm Tuyền trúng cái nè. Chị Lâm Tuyền là một khán giả rất là quen thuộc của đoàn luôn. Cho nên là bây giờ chị mời chị Lâm Tuyền và comment chị bên à, cú pháp có là số 4. Số 4 và có 1. 22 có 2. 41 có 3. 56 có 4. Dạ, là số bé là 0036 hợp lệ. Dạ quý vị nha. Và bây giờ xin mời hai chủ nhân may mắn và dạ, inbox vé giùm em. Nancy Vũ. Rồi Nancy Vũ nè, số 4. Số 4 có 1. 15 có 2. 35 có 3. 53 và hợp lệ. Và 0110 mã số bé và hợp lệ quý vị nha. Kính thưa quý vị, vậy là chúng ta đã có 3 chủ nhân may mắn và chỉ có một phần quà đặc biệt mà thôi. Cho nên là ngay bây giờ chúng tôi sẽ đợi quý vị trong ít phút để quý vị có thể chuyển vé về trên Sài Gòn Tân Thời để chúng tôi đối chiếu lại. Và song song đó quý vị khi chuyển vé comment cho em cái số và cái tên mà người ca sĩ mà quý vị muốn là đại diện bốc banh may mắn của quý vị để nhận qua để chọn cái banh may mắn, để chọn cái người mà đoạt giải đặc biệt đó quý vị nha. Và trước khi mà để công bố kết quả cũng giống như là bốc banh xem ai là người may mắn nhất buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin cảm ơn một lần nữa đến tất cả các nhà tài trợ đồng hành với Sài Gòn Tân Thời. Đầu tiên xin cảm ơn đến công ty Nam Dược với nhãn hàng Litcool, bột sủi thanh nhiệt Litcool quý vị nha. Tiếp theo nữa là hãng đồ nhựa cao cấp Phi Tiết và Vũ Studio, và đặc biệt một nhãn hàng rất là mới đã đồng hành cùng chúng tôi bắt đầu từ tuần này, chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng đồ mặt nhà cao cấp Thành Duyên. Quý vị có thể ủng hộ qua từng cái vòng loại thì quý vị sẽ có thể có cơ hội may mắn đoạt giải, là chúng tôi sẽ tặng quý vị một bộ đồ mặt nhà. Và nhiều khán giả thắc mắc là mình màu sai thì làm sao mà lựa, thì cứ thưa quý vị là chúng tôi sẽ có danh sách số điện thoại của quý vị để Thành Duyên có thể liên hệ trực tiếp với quý vị để có thể trao đổi và giao đúng sai đúng màu mà quý vị mong muốn. Rồi vậy bây giờ chúng tôi xin bộ phận tổ chức là tổng hợp dùm cho em nè. Nancy Vũ sẽ chọn chị Quyền là người bốc thăm may mắn. Chị Tuyền chọn chị Lộ. Chị Tuyền thì sẽ chọn Lộ để bốc thăm may mắn. Còn một người nữa quý vị ơi, chị Trang nữa đúng không ạ? Chị Trang sẽ là chị Cẩm Nhung. Rồi kính thưa quý vị, vậy là chúng tôi đã có 3 kết quả, 3 khán giả may mắn sở hữu còn đặc biệt. Vậy ai sẽ là người đoạt giải và giải thưởng giá trị nhất của tối ngày hôm nay, đó là 5 phân vàng. Lộ sẽ là chị Dương Diệu Tuyền, chị Nancy Vũ sẽ là của chị La Kim Quyền, và chị Trang sẽ là do chị Cẩm Nhung đại diện. Và bây giờ Nhã Vi sẽ bắt đầu quay banh. Và hồi nãy là theo thứ tự là chị Trang sẽ là người gửi vé trước, thì thôi bây giờ là mời chị Cẩm Nhung sẽ đại diện bốc banh cho chị Trang. Rồi xin mời chị. Rồi cầm lên nha, dơ lên cầm dơ tiền nào đưa bỏ xuống lõ nha. Rồi tiếp theo là chị Vòng Tuyền và em chị Tuyền, chị Lâm Tuyền, thì em sẽ là người đại diện. Dạ em ám ảnh bà kia quá em quên. Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chị La Kim Quyền quý vị. Thưa quý vị, và ba cái băng trong tài ba người đẹp chỗ lòng nắng hết chưa. Rồi ok, rồi cứ đúng như vậy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ biết ai sẽ là người đoạt giải. Cái gì? Hả? Rồi hai cái má rồi mặc áo tay già, tôi tự nhiên mở gì là thắng. Không, gì mới dụ được bà chứ. Nãy giờ cố tình là dụ bà mà. Rồi cái đứa gì, Lộ sẽ
Thôi bây giờ chị theo thứ tự đi, chị sẽ đưa anh tới cho máy quay để cho bà con mình biết là chị số mấy nè. Đại diện cho chị Nancy Vũ. Rồi. Không, không. Chị không phải. Chị là chị Trang. Rồi, số mấy nè chị? 46 vậy nha. 46 rất là lớn. Và em sẽ đại diện cho chị Tuyền, chị Lam Tuyền. Dạ quý vị. 40 quý vị nha. Tiếp theo là chị Nancy Vũ. 34. Xin chúc mừng một lần nữa cho đại diện từ là người đẹp cảm luôn là chị Trang. Dạ. Xin chúc mừng cho chị Trang nha. Xin chúc quý vị, đây là khán giả may mắn tập giải chung cuộc buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc mừng cho em xin kéo lên chơi một chút xíu quý vị. Xin chúc mừng cho chị Trịnh Thị Mỹ Trang là người đọc giải quý vị nha, với người đẹp Cẩm Nhung đại diện. Bốc con số này chị bốc số mấy? 46 quý vị. Và ngay bây giờ sẽ mời sự trở lại của chị Hai. Kính thưa quý vị, và chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Sài Gòn Tân Thời, đặc biệt là những khán giả đã ủng hộ vé cho từng vòng loại và theo dõi livestream đến cuối chương trình. Và cũng cảm ơn chị Hai một lần nữa đã dành thời gian quý báu đến ủng hộ cho Sài Gòn Tân Thời tối đêm nay. Cảm ơn 4 người đẹp, 3 người đẹp và 1 người đẹp bằng nhựa đã hỗ trợ cho chương trình tối đêm nay. Chúng em xin chào và hẹn gặp lại 19 giờ tối ngày mai.